trước mắt bây giờ là không có khách, không có khách hàng. Thứ hai nữa là dịch bệnh là đủ thứ khó khăn hết trơn, tiền bạc không ai đâu, nhà ai nấy ở, nhà ai nấy đi thôi, rồi đi về là ra ngoài đường đứng để có đứng thôi, không có ngồi đứng để kiếm cơm từ thiện, cơm từ thiện thôi, chứ ngoài ra là không có được gì hết. Giống xe cũng được cuốc hay cuốc, chứ tổng nói chuyện gì được cuốc 10.000, 15.000, 20.000 cũng hay cuốc thì không có, nó chỉ có vậy thôi, giờ cũng tự sống chứ. Đó, dân mình giúp dân mình thôi, dân mình giúp được từ thiện thôi, cháo cơm mì gói đủ thứ gì mà ghé cũng cho 20-30 gì đó vậy thôi, về trên đường cuộc sống nó khó khăn, rất khó khăn. Chính quyền hay là các cấp gì đó lãnh đạo có cái cách nào để giúp đỡ cho dân lao động khổ không, giờ chống dịch không làm gì được, giờ bán này được nhiều bán được thôi. Mình bán được bữa nào mình bữa nấy thôi, chứ giờ là mình thấy còn có cái bây giờ nó dịch quá nó ới không có làm gì được hết á. Công ty thì cũng nghỉ là chạy xe cũng ới đó. Mình bán cái này là được bao lâu nữa mới bán thôi, mới bán này à, trong dịch này nào mới bán giờ thì hồi trước là mình làm cái gì chị trước công ty xe mình chạy cho đó thôi chị, sao xe ba bánh chạy xe ba bánh thôi, còn là chương trình quá được cái đó không có chạy của mình mới chuyển sang là bánh thôi. Dạ, buổi sáng thì chị bán lát thôi, cỡ khoảng 7 giờ đi lấy đồ về sớm khoảng 7 giờ bò đem về phòng chợ để đó, chiều ra bán lát hết đồ thì lời chụp trăm ngoài ngàn mà lấy ít đồ lắm. Rồi cái thử xây cái gì giờ á, bán chút đỉnh chị lời 50-70 ngàn để ăn thôi chứ đâu có mà được nhiều tiền, nó cũng hụt như mà ví dụ như cái tiền còn thiếu thì quản lại, bỏ giờ bán mình ăn hàng ngày rồi thì bỏ người ta đâu có mớ, mở đi đâu lúc này giờ đi đâu kiếm gì đâu, lúc này đâu có ai dẫn làm gì đâu mà làm, ai bỏ cuốn ở nhà ai bỏ tự chết cũng không, thì ra bán nhiều quá chút xíu vậy thôi. Thì cô làm nghề tóc thì hiện tại với trước đây thì làm có thu nhập hàng ngày khách rai thì kiếm sống lo chi phí rồi các cái thì vẫn ổn, còn hiện tại bây giờ thì làm nó bị ảnh hưởng dịch Covid và sẽ không có tiền chi phí thu nhập đồ này kia các thứ, cho nên phải mua bán nhỏ thêm trên mạng này nọ thì nó cũng không có, cũng tạm ổn thôi, với ảnh hưởng rất là lớn về kinh tế gia đình và phải lo các thứ chi phí điện nước nhà cửa mất bằng đủ thứ hết.